Xin kính chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849490188 ạ, hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 20 tháng 4 năm 2024 ạ. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em đang có những cái dòng lan rất là xinh đẹp, đặc biệt là những cái rể lan sơn thủy tiên. Hôm nay em sẽ bán những cái cây lan sơn thủy tiên hàng họng nâu đen nâu đỏ, những cái cây cáo hoa phân nhánh của chú anh chị nhé. Hôm nay em có cả những cái cây cáo hoa phân nhánh và rất là nhiều những dòng hàng lan đẹp, mà đặc biệt là hôm nay thì những cái giò lan sơn thủy tiên em sẽ bán rẻ sập sàn luôn cô chú anh chị ạ. Cây hàng họng nâu đen nâu đỏ rất là nhiều, những cái mặt hàng lan rẻ đáng sưu tầm nhé cô chú anh chị. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc ạ. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Xem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện nhắn tin theo số điện thoại bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo ạ. Và cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam trên toàn quốc ạ. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từ mặt hàng báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở là gì em đang có nhé. Đầu tiên ạ là một cái lô đơn cam cô chú anh chị này, một cái lô hoàng thảo đơn cam. Hiện tại thì cây đơn cam đang bắt đầu lên mầm rồi cô chú anh chị ạ, vừa mới qua mùa hoa xong, cũng là mùa ghép rất là đẹp. Và một cái lô đơn cam này khá là nhiều cô chú anh chị. Cô chú anh chị làm một cái giò khá là to để mà sở hữu sưu tầm luôn đấy ạ. Vài lô hoàng thảo đơn cam này em xin phép được bán với giá là 70.000 cô chú anh chị nhé. Rất là nhiều luôn đấy cô chú anh chị, rất là nhiều luôn ạ. Cái mùa này thì cô chú anh chị yên tâm luôn. Cây đơn cam, những cái dòng lan hoàng thảo mùa này đang là cái mùa mà bắt đầu là sẽ lên những mầm tơ mới ấy. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng lan hoàng thảo thập hoa. Cô chú anh chị có thể nhìn cho em ạ, thân nào thân đấy căng mướt như thế này này. Cô chú anh chị nào mà muốn được sở hữu và thưởng thức những cái bông hoa với sắc hoa màu hồng khá rất là xinh đẹp của cái dòng lan hoàng thảo thập hoa này, cô chú anh chị hãy sưu tầm từ bây giờ để mình có những cái giò hoa chơi trọn vẹn nhất cô chú anh chị nhé. Thập hoa thì em xin phép được bán với giá chỉ 120.000 trong 1 kg thôi, mà em sẽ bán ngay từ 0,3 kg đấy cô chú anh chị. 0,3 là bao nhiêu nhỉ? 36.000 thì cô chú anh chị có một cái giò lan thập hoa để sưu tầm rồi, hoặc cô chú anh chị mua ngay cho em những cái rễ như thế này này cũng được luôn cô chú anh chị. Ốp lên cây, ốp lên giá thể mình có giò lan rất là tuyệt vời rồi ạ. Đây ạ cô chú anh chị, hình này em gọi là cái hình số 21 cô chú anh chị nhá. Hình 21 này. Nguyên một cái rễ như vậy, thập hoa như vậy em đang để giá là chỉ có 60.000 thôi cô chú anh chị ạ. Rất là nhiều thân tơ luôn ạ. Hình số 60, hình số 21 cô chú anh chị nhá. Tiếp theo là hình 20 em đi ngửa một chút xíu rồi thì ạ. Thân tơ rất là nhiều thân tơ mà lại thân tơ lại dài nữa cô chú anh chị nhá. Dề này em đang bán với giá có 80.000 ạ. Hình 19 này cô chú anh chị. Hình 19 cô chú anh chị ạ. Hình 19 này em bán là 80.000. Đó thập hoa, một giò lan rất nhiều thân tơ như thế này có vài chục nghìn đúng không ạ? Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 18. Cái dề này cực kỳ là tuyệt vời luôn với giá 80.000. Và hình số 7 này có 50.000 thôi cô chú anh chị. 50.000 thôi cô chú anh chị ạ. Đó, có một cái dề lan thập hoa như vậy rồi. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 16 cũng với giá chỉ có 90.000 thôi cô chú anh chị ạ. Ốp vào cái cây đi đến khi mà hoa nở, hoặc là ghép lên giò đến khi lúc mà hoa nở thì sắc hoa màu hồng cực kỳ là xinh đẹp luôn. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là đùi gà tròn cô chú anh chị ạ. Những cây lan đùi gà tròn của vùng Cao Bằng. Thân như gà dẹt nhưng mà khi mà sổ hoa sẽ là cái hàng họng nhung đen. Mắt nhung đen rất là xinh đẹp luôn ạ. Đây là những bông hoa mà bị dập vùi bởi cái qua quá trình vận chuyển đấy ạ. Nhiều cô chú anh chị vẫn có thể thấy là cái hàng họng nhung đen rất là xinh đẹp và cái môi đó. Và cô chú anh chị sưu tầm một cái lô như vậy đến khi mà mùa hoa nở thực sự sẽ là những giò lan rực rỡ vô cùng luôn. Đùi gà đây ạ cô chú anh chị nhìn cho em, cái giò lan mà ở đây chỉ có một cái giò lan gà của em, chỉ có một cái thân tơ thôi cô chú anh chị này, một cái thân tơ thôi mà khi mà nó nở hoa ấy, một cái thân hoa thôi mà khi mà nó nở hoa nhìn cũng khá là long lanh rồi cô chú anh chị ạ. Đó thì một cái phần lan đùi gà như vậy khi mà nó nở hoa chắc chắn là sẽ rất là tuyệt vời đúng không ạ? Cái hình này em gọi là lô số 1 nhé cô chú anh chị nhé. Lô gà số lô này em gọi là lô số 3. Lô số 3 xin phép em bán cả lô này với giá chỉ 90.000 thôi cô chú anh chị ạ. 90.000 nhá, chú anh chị nhá. Đùi gà tròn của vùng Cao Bằng là lô số 2. Cái dề nguyên một cái dề cô chú anh chị ạ, tuyệt vời luôn như này. Đẹp. Và dề này với giá 100.000 và hình tiếp theo sẽ là cái hình số 10, hình số 1 này. Hình số 1 này với giá cũng 90.000 ạ. Và sang bên này đây thì em có dòng lan kim điệp nhựa hay còn gọi là kim điệp thơm nhé. Hàng toàn là những cái dề xinh thôi cô chú anh chị ạ, vừa tầm ghép đẹp luôn. Và cái dòng lan kim điệp nhựa này em xin phép được bán nó với giá chỉ có bao nhiêu nhỉ? 150.000 trong 1 kg thôi. Mà em bán ngay từ 0,5 kg rồi.
Và với 0,3 chiếc cô chú anh chị, em bán từ 0,3 rồi. Với 0,3 là 45.000 thôi ạ. Để cô chú anh chị mình có thể sở hữu ngay một cái dòng lan đáng sưu tầm. Vừa đẹp hoa, bền hoa và thơm. Nói chung là đủ những tiêu chí để mà đáng chơi ạ. Tiếp sang bên này đây thì em đang có một cái lô kiếm đỏ. Cái lô kiếm đỏ này em đang bán với giá chỉ có 40.000 cho cái lô kiếm kiếm bích thủy hay còn gọi là kiếm hồng hoàng này cô chú anh chị nhá. Và sang bên này đây sẽ là cái dòng lan hài vệ nữ hay người ta còn gọi là tiên hài đấy ạ. Cái dòng lan hài này thì em đang để giá chỉ có 80.000 cho 1kg thôi cô chú anh chị ạ. Dòng lan hài vệ nữ dễ thuần dễ chăm mà không cực kỳ là rẻ đúng không ạ? Có 80.000 trong 1kg mà hoa của nó, cái dòng lan hài này thì hoa với cảm nhận của em nó cũng không kém cạnh bất cứ một cái loại lan đắt đỏ nào đâu ạ. Chẳng qua hàng này thì hiện tại trên rừng nó vẫn còn đang nhiều nên là giá của nó rẻ thôi, có 80.000 cho 1kg, nửa kg cô chú anh chị làm hạ được hai giò to ú luôn cô chú anh chị này. Đó là những cái bông hoa của dòng lan hài vệ nữ cô chú anh chị nhá. Rất là tuyệt vời luôn như vậy đấy ạ. Đó, không kém cạnh bất cứ một cái loại lan đắt đỏ nào đúng không ạ? Đây, cô chú anh chị này. Rất là xinh như thế này cô chú anh chị nhá. 80.000 cho 1kg thôi. Nửa kg được siêu nhiều như này rồi. Và bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là hai cái lô kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng nhá. Một cái lô này gọi là hình số 4 ạ. Hình số 4, hàng này thì hoàn toàn là chưa nở hoa nên là đảm bảo rằng cô chú anh chị mình có thể được thưởng thức một mùa hoa rất là trọn vẹn. Không có lý do gì mà cây đến mùa hoa nó không có nở hoa đâu đúng không ạ? Đó, một cái lô rất là nhiều như vậy và em đang để giá chỉ 160.000 thôi là dòng kiều tím đấy ạ. Một cái dề hình tiếp theo là hình số 5. Cái dề phải nói là cực kỳ là tuyệt vời luôn ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em một cái dề kiều tím quá là xuất sắc như thế này này cô chú anh chị. Và giá này của cái hình này em đang bán với giá là 150.000 cho 250.000 cho cái dề kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng này nhá. Và sang bên này đây cũng là dòng lan hài em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị, đó là dòng lan hài Cosy cô chú anh chị ạ. Cái dòng lan hài Cosy cũng đang chuẩn bị đi vào mùa hoa rồi. Với chậu như thế này chắc chắn sẽ cô chú anh chị sẽ ngắm hoa đã mắt và giá tiền chỉ có 110.000 cho một cái chậu lan hài Cosy. Em có hai chậu duy nhất rất là đẹp như thế này. Và bên này đây sẽ là những cái cây lan đùi gà dẹt cô chú anh chị ạ. Hôm qua thì có những cái bông hoa đùi gà dẹt và nở, cô chú anh chị có thể thấy là gà dẹt nhưng mà lại là hàng họng nhung cô chú anh chị ạ, hàng họng nhung đen. Họng rất là đẹp cô chú anh chị nhé. Thì một cái chậu lan đùi gà dẹt như này này, cô chú anh chị có thể sưu tầm làm giống. Hiện tại mầm đang lên và em đang để giá một cái chậu như vậy với giá chỉ 100.000 cho một giò đùi gà dẹt này thôi cô chú anh chị nhé. Giá chỉ 100.000 thôi ạ. Sang bên này đây thì em đang có những cái chậu lan giả Hawaii cô chú anh chị. Cái bông họa ra giả hoa Hawaii này, mầm gốc lên mập nú luôn ạ. Một cái mùa mầm tuyệt vời như thế này này, ngắm mầm rồi thôi cũng rất là thích. Ở đây không biết là cái mùi hoa của hương của cái cây hoa nào mà cực kỳ là thơm luôn. Trời ơi rất là thơm luôn. Cái này Hawaii, không biết là Hawaii hay là trầm trắng. Và một cái chậu lan như vậy em đang bán với giá là hàng cây giống của chú anh chị nhé. Vẫn có những bông hoa để cô chú anh chị mình sưu tầm thưởng thức với giá chỉ có 80.000 thì cô chú anh chị này. Vẫn có những bông hoa ở đây cô chú anh chị bảo hành chuẩn mặt hoa như vậy cho cô chú anh chị mình. Và sang bên này thì em đang có cái chậu lan giả Hawaii tím ạ, nụ to đùng luôn này cô chú anh chị này. Đó cô chú anh chị nhìn thấy chưa, giả Hawaii tím nhá. Em có duy nhất hai chậu lan giả Hawaii tím thôi hiện tại. Cái chậu này vừa Hawaii tím vừa Hawaii trắng luôn, bởi vì cái nụ này là xanh biếc luôn này. Mầm gốc thì đang lên cô chú anh chị ạ, mầm gốc đang lên ạ. Đây ạ cô chú anh chị nhìn thấy đấy ạ. Và cô chú anh chị mình cứ yên tâm luôn nhá, mùa mà cô chú anh chị có thể trồng ghép rất là đẹp. Em đang để giá chậu này cũng với giá chỉ có 80.000 thôi ạ. Và chậu bên này cũng là Hawaii này cô chú anh chị này. Chậu này hoàn toàn là hình như đâu là chỉ toàn Hawaii tím thôi. Nụ của nó đây cô chú anh chị. Mầm gốc có những mầm đang bắt đầu lên to đùng như thế này này. Đó, cái chậu này em bán với giá là 80.000 nhá, chú anh chị nhá. Một cái chậu lan quý tím duy nhất cô chú anh chị ạ. Cái chậu lan quý tím duy nhất. Trước đây em mua đã giá đã hơn 100.000 rồi. Hiện tại em xả hàng. Chậu này với giá là 50.000 nhá. Và sang bên này đây ạ, sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một cái mã đen rô xuân. Một cái mã đen rô xuân mà cũng rất là đáng thưởng sức sưu tầm. Và cô chú anh chị nhìn cho em, cái bông hoa cực kỳ là xinh luôn cô chú anh chị ạ. Những bông hoa đen rô xuân rất là xinh như thế này này. Và mầm gốc đang bắt đầu lên rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị ạ. Đó, một cái mã đen rô xuân mà hoa phải nói là siêu bền hoa nhé cô chú anh chị nhé. Đó, cái mặt bông đẹp long lanh như thế này. Và một cái chậu đen đô xuân mà đang mầm và hiện tại cũng đang hoa như vậy đấy ạ. Xin phép em bán là 150.000. Trước đây em đang để giá là 200 đấy ạ. 200 đấy ạ. Còn hiện tại thì giá chỉ còn có 150.000 trong một giò thôi cô chú anh chị nhá. Hàng đang lên mầm.
Và bên này là cũng là dòng đen đô xuân, mà chưa bao giờ em thấy một cái mã màu đen đô xuân mà nó lại hoa to khổng lồ như vậy cô chú anh chị ạ. Hoa rất là to. Và một cái chậu đen đô xuân hiện tại đang lên mầm gốc nhá. Mặt hoa to đùng gần như chiếm trọn cả lòng bàn tay hết. Bán với giá chỉ 70.000 cho một chậu thôi ạ. Và sang bên này đây sẽ là cái dòng lan đen đô biên, đen đô lá biên, cái dòng lan đen đô lá biên. Hay còn gọi là dòng đen đô lá phát tài, một cái dòng hoa của chú anh chị chơi 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 hoa, chơi chơi lá quanh năm mà chơi hoa cũng rất là tuyệt vời luôn ạ. Dạ cô chú anh chị mình có thể cùng em ngắm cái mặt bông của dòng hoa này. Và giá của trên thị trường người ta bán lên đến bao nhiêu ạ? 300.000 một chậu cô chú anh chị nhá. 300.000 cho một chậu cũng chỉ có hai mầm thôi mà mầm cũng chưa được có cao lắm đâu mà người ta bán đến 300.000 rồi. Đó là giá trên thị trường cô chú anh chị này. Đen đô hoa vàng, một cái mặt bông và cánh hoa dày cộp luôn. Cô chú anh chị ngắm mặt hoa chắc chắn là sẽ cực kỳ là mê. Mà không chỉ có vậy mà cô chú anh chị thấy là chơi hoa thì chơi hoa chơi lá quanh năm luôn đúng không ạ? Lá biên hay còn gọi là lá phát tài, thân mập mạp. Một cái chậu như vậy là hai mầm cao vút rất là đẹp như thế này cô chú anh chị nhá. Em đang để giá là 200.000 cho một chậu cô chú anh chị ạ. Đen đô lá biên, cái dòng hoa vàng kim cương, một chậu hai mầm siêu đẹp. Giá là 200.000 cho một giò. Bên này đây sẽ là những cái chậu đen đô xuân hoa sổ số này cô chú anh chị này, chậu nào chậu đấy mơn mởn như vậy. Rất là nhiều mầm như này, em đang để giá là 150.000. Và bên này sẽ là những cái chậu lan hoàng thảo chuỗi ngọc. Cô chú anh chị nhìn cho em những cái dàn mầm gốc của nó quá là xuất sắc luôn cô chú anh chị nhá. Một cái dòng lan không chỉ chơi hoa rất là tuyệt vời mà chơi thân lá cũng rất là đẹp ạ. Và một cái chậu như vậy em đang để giá là 150.000. Cô chú anh chị hãy về chăm sóc để mình thưởng thức một mùa hoa tuyệt vời ở mùa sau cô chú anh chị nhá. Đó, và bây giờ cô chú anh chị hãy cùng em chăm để những cái mầm này sau này nó sẽ cho mình những bông hoa tuyệt vời ạ. Và bên này đây thì hai giò dáng hương cẩm báo. Một cái dòng lan mà có bông hoa rất là độc đáo và tuyệt vời đúng không ạ? Cực kỳ là bền hoa nữa. Hai chậu cẩm báo này. Đó, cái bộ rễ, một cái dòng này thì chơi hoa và chơi cái bộ rễ, cô chú anh chị ạ, cái bộ rễ phát triển cực mạnh luôn. Hai chậu cẩm báo, chậu này em gọi là chậu 46 nhá. Xin phép em được bán với giá chậu này có bao nhiêu nhỉ? Em bán luôn với giá là 90.000 cho chậu cẩm báo số 46 ạ. Và 80.000 cho chậu cẩm báo số 47 cô chú anh chị nhá. Đó. Những cây cẩm báo dễ thuần, dễ chăm, thơm ngay từ thân lá. Và tiếp sang bên này đây, em đang có những chậu lan bạch nhạn. Cho cô chú anh chị nào đang muốn sở hữu những cái giò lan bạch nhạn, năm nay thì thực sự là những cây bạch nhạn thôi mà cũng đã rất là khó kiếm hàng rồi cô chú anh chị ạ. Em đang có ý định là trồng ghép để giao lưu cùng cô chú anh chị khi mà cái mùa hoa đang nở như thế này này. Tuy nhiên thì năm nay là không có hàng cô chú anh chị nhé. Năm nay không có hàng luôn. Và hiện tại thì em đang có những chậu bạch nhạn, một cái dòng hoa màu trắng và có hương thơm nhẹ nhàng ngọt ngào rất là tuyệt vời luôn đấy ạ. Thì em đang để cái giá chậu này là 120.000 cô chú anh chị nhé. Chậu này em thấy ít nhất là cũng đang có hai thân có nụ rồi, xanh biếc như vậy. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 34. Chậu này là 33, chậu bên này sẽ là chậu 34. Em cũng đang để giá là 120.000 cô chú anh chị ạ. 120.000 và hàng cũng đang nụ nhé. Và sang hình tiếp theo sẽ là chậu số 35 ạ. Chậu này em cũng xin phép bán, được bán với giá 120.000. Hiện tại em thấy là một cây bên kia đến hai nụ luôn cô chú anh chị ạ. Hoàng thảo nghệ tâm hay còn có tên là thạch hộc duyên dáng ạ. Thạch hộc duyên dáng cô chú anh chị nhé. Rất là tiếc là thời điểm bây giờ. Đó, bây giờ em mới nhìn thấy nó khi mà nó nở hoa ở trong góc vườn. Cái chậu nghệ tâm này em xin phép được bán với giá là 34 ạ. Là 100.000 nhé cô chú anh chị nhé. 100.000. Cái mùa bây giờ những bông nghệ tâm hay còn có tên là thạch hộc duyên dáng, thì bông hoa sắc tím đậm nét và cái họng vàng rất là nổi bật như thế này cô chú anh chị ạ. Chậu nghệ tâm tiếp theo sẽ là chậu hình số 40. Chậu này em cũng để giá là 100.000 cô chú anh chị nhé. 100.000 cho chậu này. Và chậu số 41 với giá là 80.000 ạ. Cho chậu nghệ tâm này ạ. Cả giá thể, cả cái cây giống và cả chăm sóc. Thì nói chung là hàng này đã thuần rồi. Và bây giờ thì cây đang bắt đầu là lên mầm mới nhá. Mùa mầm mới cô chú anh chị nhá. Nên là cô chú anh chị mình yên tâm cho em. Đó. Và sang bên này đây ạ, em đang có những cái cây bạch ngọc đuôi công với giá 1kg chỉ có giá 170.000 thôi. Mà em bán ngay từ 0,3kg rồi cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị nhìn cho em, toàn là những cái hàng dề luôn như vậy. Em bán từ 0,3kg rồi, vài chục nghìn thôi. Cô chú anh chị mình có thể có ngay một cái chậu bạch ngọc đuôi công để sưu tầm. Một cái dòng lan mà hoa được coi là đẹp nhất trong tất cả những cái dòng điện lan đúng không ạ. Đây, 170.000 trong 1kg cô chú anh chị nhá. Tiếp sang bên này đây sẽ là những cái dề lan phi điệp vàng ạ.
đang chờ đợi cho một mùa vàng tháng 8 đây, đang cuối đi về giai đoạn là cuối tháng 4 rồi ạ. Và đến mùa tháng 8 phi điệp vàng không còn cách bao nhiêu xa nữa đâu ạ. Và hiện tại thì cây nhiều mầm như thế này, và mùa sau chắc chắn sẽ là mùa này sẽ là những cái thân hoa rất là tuyệt vời, và đặc biệt sẽ là mùa giống cho mùa sau sẽ là những suối hoa xuất sắc luôn cô chú anh chị nhé. Hình này em gọi là hình 52 và giá em đang bán với giá là 110.000 ạ. Hình tiếp theo sẽ là hình số 51 này, giá cũng 100 có 110.000 thôi, rất là nhiều mầm như vậy nhá. Và hình số 50 ạ, 110.000. Hình số 49 này, hình số 49 này với giá em cũng bán luôn là 110.000 cô chú anh chị ạ. Và cái hình còn lại này là hình số 48 này, với giá chỉ có giá là bao nhiêu nhỉ? 80.000 cho cô chú ý nhé. 80.000 nhé cô chú ý chị nhé. Những giò sơn thủy tiên hàng họng nâu đen. Phi điệp vàng cô chú ý chị xem rồi nhỉ? Không biết em đã giới thiệu đến cô chú ý chị chưa? Phi điệp vàng hình 52 110.000, 51 110.000 và 50 110.000 và 49 cũng 110.000 luôn. Bên này đây sẽ là những cái dề sơn thủy tiên. Những giò sơn thủy tiên, thực sự những cái giò sơn thủy tiên thời điểm bây giờ đang nở, và thực sự là cả cái không gian hiện tại em đang ở đây là ướp toàn bộ mùi hương thơm ngát luôn cô chú anh chị ạ. Thực sự là một cái mùi hương cực kỳ là tuyệt vời luôn từ những cái thân sơn thủy tiên này đem lại. Những cái chậu sơn thủy tiên được coi là hàng họng nâu đen nâu đỏ, và coi là dòng sơn thủy tiên đột biến đây cô chú anh chị. Thơm vô cùng luôn ạ. Thơm nức luôn cô chú anh chị nhá. Và một cái chậu lan sơn thủy tiên mà hàng đã thuần sẵn trong chậu rất là xinh đẹp như thế này này, bảo hành mặt hoa luôn cô chú anh chị nhá. Giá chỉ có 220.000 cho một giò thôi. Đó, có những chậu đang nụ và cũng có những chậu nó đang hoa cô chú anh chị ạ. Tất cả đều bảo hành mặt bông cho cô chú anh chị nhá. Tất cả đều bảo hành mặt bông tuyệt vời như thế này cho cô chú anh chị mình. Đó. Cô chú anh chị muốn lấy họng đậm hơn, em có thể lấy họng và chọn cho cô chú anh chị những cái chậu họng đậm nâu đen hay là nâu đỏ, em đều có cô chú anh chị nhá. Và cái mã nào cũng rất là xinh. Đảm bảo giá là cam kết rẻ nhất cả thị trường cho cô chú anh chị. Lấy đâu ra một cái chậu lan sơn thủy tiên như thế này mà giá chỉ có 220.000 ạ. Đó. Dạ, cô chú anh chị, mình muốn lấy những giò lớn hơn, cô chú anh chị có thể chọn cho em những cái dề này này cô chú anh chị này. Đấy, những tác phẩm tuyệt vời luôn cô chú anh chị ạ. Thơm ngào ngạt luôn ạ. Hôm nay em xin phép được giới thiệu từng từ hình bé đến cho cô chú anh chị nhá. Hình đầu tiên em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị sẽ là cái hình số hình này gọi là hình 13 nhá cô chú anh chị nhá. Hình 13, cô chú anh chị nhìn họng cho em chuẩn hoa nhá. Mà rất là nhiều giả hành này cô chú anh chị này. Với dề này em xin phép được bán với giá là 210.000 thôi nhá cô chú anh chị nhá. Dề này 210.000, rất là nhiều giả hành luôn ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình 12, em đi ngược một chút xíu nhá. Đi ngược một chút xíu ạ, cô chú anh chị nhìn cho em. Một cái dề như thế này, riêng một cái giả hành thôi, bởi nó rất là to, một cái giả hành thôi mà cho đến 4 cái vòi bông luôn cô chú anh chị ạ. Đó. Cô chú anh chị nào mà ở gần thì cái dề này về đến cô chú anh chị vẫn cứ thưởng thức hoa bình thường. Thơm lắm luôn cô chú anh chị ạ. Trời ơi, một cái dề mà giả hành nù ú bự chảng đẹp như thế này. Và dề này xin phép được bán với giá chỉ có 430.000 thôi cô chú anh chị nhá. 430.000 thôi cho dề này ạ. Và sang hình tiếp theo ạ, là hình số 11 đây ạ. Hình số 11 đây cô chú anh chị. Đó, đang lên mầm gốc luôn rồi đây cô chú anh chị này. Và cái mặt bông của nó này. Dề này em xin phép được bán với giá là 200.000 cho cái dề xinh đẹp này của chú anh chị sở hữu, sưu tầm cây giống của chú anh chị nhé. Thưởng thức hoa chuẩn hoa như thế này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 10, hình số 30 ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em cái dòng này thì họng nâu đỏ rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Họng nâu đỏ rất là đẹp, mầm gốc lên tím lịm như thế này, có cái mầm lên tím lịm như này. Và cái dề này em xin phép được bán với giá chỉ có 300.000 thôi cô chú anh chị ạ. Rất là nhiều giả hành một đẹp. Sang bên này đây thực sự là một cái siêu phẩm luôn cô chú anh chị ạ. Mới dề siêu phẩm luôn cô chú anh chị nhá. Mà họng cực kỳ là nâu và đẹp luôn ạ. Đây ạ, cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Quá là tuyệt vời như thế này. Và cái hình này em gọi là cái hình số 9 nhá chú anh chị nhá. Hình số 9 đây. Và một cái dề là đang nụ đang hoa, mà hoa thì cũng vừa đang nở thôi ạ. Với giả hành căng mướt và đẹp như thế này nên là khi mà nở hoa cô chú anh chị thấy là nó rất là đạt luôn cô chú anh chị.
đẹp xuất sắc luôn. Em xin phép bán cái hình này gọi là hình số 9 với giá là 600.000 cô chú anh chị nhé. 600.000 cho cái dề này đấy ạ, một cái dề tác phẩm luôn ạ. Cái dòng hàng họng nâu đen nâu đỏ. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 8 này cô chú anh chị, hình số 8 ạ. Cái mặt hoa bông hoa vàng cực kỳ là đậm luôn cô chú anh chị ạ, mà cái họng của nó là dòng họng đỏ nhá, nâu đỏ. Nâu đỏ rất là đậm luôn cô chú anh chị nhìn cho em này. Đó. Và cái dề này gọi là hình số 8. Xin phép em được bán nó với giá là 320.000, thực sự cái dề này cái họng cực kỳ là đẹp cô chú anh chị ạ. Họng rất là đẹp luôn. Đậm như nhung luôn cô chú anh chị. Và sang hình tiếp theo này là hình số 7, một cái mà dề mà cái giả hành siêu to bự chảng luôn cô chú anh chị ạ, căng mướt luôn. Đó, vừa nụ vừa hoa, vừa nụ vừa hoa cô chú anh chị nhá. Đây này. Đó, cô chú anh chị nhìn thấy cái mắt của nó này. Đó, có chấm tia nâu đỏ rất là đẹp như thế này. Cô chú anh chị này, không chỉ nâu đỏ thôi mà nó tia nhá cô chú anh chị nhá. Ý là nó tia đấy ạ, cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Đó, cái họng của nó là họng tia nữa, cô chú anh chị ạ, rất là đẹp luôn như thế này. Đó, và cái dề mập ú ụ này, mập ú ụ to đùng này, xin phép em được bán với giá là 650.000. Và bên này đây cũng lại làm cái dề hình số 6, cũng làm cái dề tác phẩm mầm gốc lên chi chít đô thôi rồi cô chú anh chị ạ. Đây, mầm gốc lên tím lịm luôn. Đó, một cái dề mà cực kỳ là nhiều thân. Rất là nhiều thân luôn. Mặt bông đây. Mặt bông đây cô chú anh chị, đẹp chưa ạ? Dề này em xin phép được bán với giá là 580.000 cho cô chú anh chị này, 580.000. Cái giò mà cực kỳ là nhiều thân đẹp như thế này, rồi ạ. Sang hình tiếp theo là cái hình số 14 cô chú anh chị nhá, một cái dề mà giả hành to bự luôn. Đó, cũng rất là to cô chú anh chị ạ. Đây ạ, cái họng của nó này. Nâu đỏ nhá cô chú anh chị nhá, nâu đỏ rất là sáng. Dề này em xin phép được bán với giá là 380.000 cho dề này. 380.000 à, 400.000 cho dề này nhá. Cái dề này cực kỳ là giả hành rất là bự luôn, 400.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 15. Hình số 15 đây cô chú anh chị. Cái họng này nâu đỏ rực rỡ luôn. Rất là nhiều giả hành như thế này. Và cái dề này em xin phép được bán với giá chỉ có 400.000 thôi ạ. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị. À đây, những cây lan vũ nữ cô chú anh chị ạ. Dòng lan vũ nữ Sô-cô-la Baby, một cái vẻ đẹp mà khó diễn tả thành lời. Cực kỳ là yêu thương luôn cô chú anh chị nhá. Cực bền bền hoa mà cũng rất là thơm. Em có hai chậu duy nhất, chậu này xin phép được bán là 140.000 này cô chú anh chị này. Chậu bên kia em bán là 120.000. Với dòng này thì siêng hoa, cho hoa quanh năm mà lại rất là bền hoa nhá cô chú anh chị nhá. Chậu này đang hoa này. Và sang bên này đây sẽ là những hình dáng hương đuôi cáo cô chú anh chị ạ. Đây cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Em đang có hai cái hình cáo rời nhá cô chú anh chị nhá. Hai hình cáo rời, hình này em gọi là cái hình số 22 ạ. Hình số 22, cái bản lá của cây này có thể là đạt đến 5 sen nhá cô chú anh chị nhá. 5 sen. Và em lưu ý cô chú anh chị rằng khi mà cô chú anh chị đặt hàng thì để ý cho em là cái hàng vận chuyển ở trên rừng về chắc chắn là hàng nó sẽ không thể nào mà tươi như là hàng bóc ở trên cây và mới nhổ ở vườn ra nhá cô chú anh chị nhá. Hai vòi bông và cái dòng hoa phân nhánh đây cô chú anh chị nhá, dòng hoa phân nhánh ạ. Cho cô chú anh chị nào đang có đam mê mà muốn sở hữu một cái cây lan hoa phân nhánh, mà đặc biệt là cái cây này thì lá rất là to nữa nhá cô chú anh chị nhá. Lá của nó gần như có thể là đã đâu đây có thể đạt đến cả 5 sen rồi. Đấy, bên này thì hàng vận chuyển trên rừng về nên là có hơi rách lá một chút xíu ở đây nhá cô chú anh chị. Và hiện tại năm nay đang có hai vòi bông ở đây ạ. Xin phép em bán cây này với giá là 300.000 cho cô chú anh chị nào sưu tầm. Và sang bên này đây là một cái lô những cây lan cáo xếp, gọi là cái hình số 23. Những cây cáo xếp nhá, rất là khỏe và cũng đang nhỏ nhưng mà có vỏ, cũng đều đang có nụ. Nói chung là những cây đanh khỏe như thế này thì nụ rất là tuyệt vời. Cái lô này đâu đây là có 9 cây cô chú anh chị ạ. Xin phép bán với giá là 180.000 cho hình này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 24 ạ. Hình 24 là một chậu có 4 cây nhá. Hàng đã thuần sẵn rồi cô chú anh chị ạ. Một trong những cái dòng đây này, cô chú anh chị này, nụ này. Đó, nói chung là những cái hàng mà nó thuần sẵn trên chậu như vậy, khi mà nó nở hoa sẽ rất là đạt luôn. Ở chậu này xin phép bán có 180.000 thôi.
chậu mà có 4 cây cáo xếp nhá. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 25. Chậu này này, nụ này cô chú anh chị này, chắc chắn rằng khi mà những cây lan mà trồng tại Cao Bằng đến tay cô chú anh chị nở hoa không làm mình thất vọng. Chậu này ít nhất em đang thấy có 3 nụ hoa rồi nhá cô chú anh chị. Hàng cây lá xếp như vậy em xin phép bán chậu này với giá 210.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 26. 26 này cô chú anh chị này, nụ khá là dài luôn rồi, có cây nụ khá là dài luôn rồi. Đây, cũng khá là nhiều cây có nụ ạ. À, em mang ra bên này soi nhá. Đây, cây này nụ này. Cây bên này cũng đang, em đang thấy ít nhất là cũng có 2 cây có nụ rồi. Em bán chậu này với giá là 200.000 nhé cô chú anh chị, 200.000 cho chậu này. Và sang hình tiếp theo là chậu 27. Chậu 27 cô chú anh chị ạ. Chậu dáng hương đuôi cáo 27 này. Thân to mập nú luôn, thân rất là mập luôn cô chú anh chị ạ. Cái chậu này xin phép em bán chậu này với giá là 210.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là chậu số 28 nhé, chậu cáo 28. Chậu cáo 28 này, giá 150.000. Chậu số 29 ạ. Chậu số 29 này, cái nụ này cô chú anh chị này, nụ dài thượt như thế này rồi. Chậu này em cũng bán luôn 150.000 đi. Và sang hình tiếp theo sẽ là chậu 30. 30 này cô chú anh chị nhìn này, chưa gì mà nó đụ đã rất là dài như thế này rồi. Chậu này em thấy là ít nhất cũng đang có 3 vòi bông nhé cô chú anh chị nhé. Đây này, đó, có 3 vòi bông cô chú anh chị nhìn thấy chưa ạ? 3 vòi bông. Và cái giò lan này thì em xin phép được bán với giá là 170.000 cho giò này nhá. Ít nhất là có 3 vòi hoa rồi. Và sang hình tiếp theo là chậu 31, 150.000. Chậu số 32, 140.000 thôi ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây lan đùi gà trắng cô chú anh chị. Đùi gà trắng bao chuẩn mặt hoa cây giống cho cô chú anh chị mình. Và hôm nay thì em cũng còn rất là ít, rất là ít những cây hoa để giao lưu cô chú anh chị thôi. Trước đây em mua một cái thân gà trắng thì giá là không dưới 200.000 một thân đâu cô chú anh chị ạ. Một cái vẻ đẹp trắng không tì vết nhá cô chú anh chị nhá. Khuôn bông hoa rất là cân đối và đẹp. Đây ạ, cô chú anh chị có thể nhìn cho em. Cái họng hơi phớt hồng một chút xíu và trắng thì không có một chút lem, một chút màu nào. Đó, cái họng của nó là họng phớt hồng cô chú anh chị nhá. Đặc biệt ngoài cái vẻ đẹp trắng thuần khiết tinh khôi như vậy thì cái dòng gà trắng này nó còn mang một cái hương thơm, phải nói là cực kỳ là thơm, nó khác với cả những cây gà thông thường bình thường cô chú anh chị nhá. Nói chung là đáng sưu tầm cô chú anh chị ạ, thơm, rất là thơm luôn. Đó, thì hiện tại tất cả những cây này bọn em bảo hành chuẩn hoa cho cô chú anh chị. Riêng những giò như thế này đến tay cô chú anh chị là sang năm có những giò lan cực kỳ là đẹp luôn rồi. Với chậu này em đang có hình 36 ạ, 120.000 thôi cô chú anh chị nhá. 120.000 thôi cho chậu gà này đấy ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 37, cũng bán luôn với giá 120.000. 120.000 thôi để cô chú anh chị mình có một cái giò lan quý như thế này. Em nói thật cô chú anh chị cứ yên tâm cho em là những cây như thế này sang năm cô chú anh chị có giò lan tầm mùa này là có giò lan đẹp luôn. Chậu 38 cũng với giá 120.000. Đây là cô chú anh chị này. Năm ngoái em có mua một cái chậu một chậu lan gà 5 cánh trắng và họng đỏ đấy cô chú anh chị. Em mua dòng gà 5 cánh trắng họng đỏ nhá cô chú anh chị nhá. Đúng cái thời điểm này của năm ngoái, ngày 15 tháng 4 em mua cô chú anh chị ạ. Và em mua đây, em mua cái giá như nào cô chú anh chị biết không? Đây, một cái chậu như thế này ạ. Một cái chậu như thế này nhá cô chú anh chị nhá. Cao cây mẹ này cao 25 cm và 2 mầm gốc. Và giá em mua với nó là giá em đang mua là 300.000 cô chú anh chị ạ. 300.000. Đây là cái cây của năm ngoái em mua nhá. Và cái thời điểm năm nay em đang khoe lại với cây chủ hàng ạ. Đây ạ. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em nó có lên bao nhiêu mầm tất cả rồi ạ. Xum xuê luôn rồi đúng không ạ? Và dự rằng là em nghĩ rằng là 1-2 năm nữa thôi em cũng có sẵn sàng có cây giống để em giao lưu cùng cô chú anh chị rồi. Đó, thì cô chú anh chị mình yên tâm cho em với những cây lan giống tuyệt vời như thế này. Cô chú anh chị chắc chắn là dân nhân giống rất là nhanh. Chậu này cũng 120.000 thôi cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là giò dáng hương tam bảo sắc của cô chú anh chị này. Dáng hương tam bảo sắc thì em có giò này gọi là cái hình số 45. 120.000 cô chú anh chị nhé. Một mùa hoa với bản thân em mà không được ngửi thưởng thức cái mùi hương tam bảo sắc thì thấy là một cái điều thực sự phải nói là quá là tiếc luôn. Một cái mùi hương cực kỳ là thơm. Hiện tại đã cây đang nụ nhá. Tam bảo sắc giò này 120.000 thôi ạ. Hình tiếp theo sẽ là cái hình này gọi là hình 45. Hình 44 cũng là 120.000 luôn cô chú anh chị ạ.
Đây 120.000 luôn, rất là nhiều thân luôn nhé cô chú anh chị nhé. Và cũng đang nụ mướt mượt mượt như này, cây khỏe đẹp. Và hình tiếp theo là hình 43. Cái giò này em bán với giá bao nhiêu? 100.000 cô chú anh chị nhé. Và hình tiếp theo là hình 40, em bán với giá 42, với giá chỉ có 80.000 thôi. Và sang bên này đây sẽ là cái gì nhỉ? Những cây lan nhạn An Ba hay còn gọi là hoàng nhạn va ấy ạ. Hoa vàng lưỡi trắng nhé cô chú anh chị nhé. Đảm bảo chuẩn mặt hoa cho cô chú anh chị. Đó, dòng nhạn An Ba này, một cái chậu mà xinh đẹp như vậy nhé cô chú anh chị nhé. Em đang để giá có 110.000 cho một chậu thôi. Chuẩn hoa như thế này này. Nhìn hoa thôi cũng cảm nhận được cái mùi hương thơm của nó luôn ạ. Cát Lê A, dòng lan cát một lá. Và dòng cát bông đại cô chú anh chị nhé. Cát bông đại ạ. Và một cái chậu lan cát như thế này em xin phép được bán giá của nó chỉ có 80.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị ạ. Vứt lăn lốc hay là chẳng cần chăm sóc gì mà cây vẫn cứ phát triển bình thường. Đó, dòng siêng hoa cho hoa quanh năm luôn. Bên này đây là mật ong khoái này cô chú anh chị. Hàng bảo hành chuẩn cho cô chú anh chị là zin rừng và thơm ngon đến giọt cuối cùng luôn cô chú anh chị nhé. Mở ra là thơm nức rồi. Những cái giọt mập trong vắt và đặc sánh tuyệt vời như thế này này cô chú anh chị này. Những cái hàng này thì cô chú anh chị về cô chú anh chị tự vắt cho em nhé. Bởi vì là khi mà em vắt ra thì nhiều cô chú anh chị có thể nghĩ rằng là em bán hàng không chuẩn đúng không ạ. Thế nên là em muốn là để cô chú anh chị có thể nhìn thấy cả nguyên tổ, nguyên sáp hàng mật trong vắt như thế này. Đó, 1kg với giá chỉ có 220.000 thôi cô chú anh chị nhé. Như bản thân em thì khi mà em cho con uống thuốc thì cái em để tạo độ ngọt thì mật ong là cái lựa chọn. Bởi vì là ngoài nó có vừa chứa kháng sinh rất là tốt với sức khỏe và tạo độ ngọt và rất là dễ uống. Đó, đảm bảo hàng chuẩn rừng, 220.000 trong kg. Sang bên này đây là những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan nhé. Vỏ thông đủ size luôn, 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 trong kg ạ. Rêu rừng, 50.000 trong kg. Một sale rêu rừng ấy, cô chú anh chị nhìn cho em cái chất lượng. Nó là tuyệt vời đúng không ạ? Xanh, khô ráo, 1kg được cực nhiều luôn. Bên này đây thì em có duy xanh 50.000 nhé. Atonic 12.000 cho một gói này. Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 5.000 cho một cặp. Super Thai hormone tăng trưởng với giá là 5.000 cho một lọ. Và B1 Thái 40.000 cho một lọ. B12 giải độc cho cây với giá 3.000 cho một lọ. Liền da Mỹ Tiến 40.000 và liền da sẹo đen sẽ là 50.000. Siêu da dễ N3M với giá 3.000 cho một lọ. 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000. 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000. Và cát nan đặc trị thô nhũn với giá là 40.000 cho một lọ. Kinkin Bun cũng là dòng đặc trị thô nhũn 25.000 cho một gói nhé. Chichodema phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi. Phân bón chuồn quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 một túi ạ. Và phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh làm từ dịch chuối, phân châu đỗ tương đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong 1-2 tháng, sản phẩm 35.000 cho một túi nhé. Bên này em có cái sản phẩm đó là dớn vụn 40.000 trong 1kg của chú ý chạm và dớn bảng. Kích cỡ là ở đây là 20-30 nhé, với giá là 18.000. Kích cỡ 18-40 với giá là 22.000. Phân dê ạ, hàng đã qua xử lý và cung cấp giá trị dinh dưỡng cực kỳ là tuyệt vời mà rất là trong cái thời gian rất là dài cô chú anh chị ạ. Bởi vì cái này thì nó rất là lâu tan ấy. 1kg với giá là 18.000 nhá. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hiện tại bên em đang có. Và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép em được dừng clip ở đây ạ.